Các bạn thân mến, trong chương trình Cà phê số ngày hôm nay, Thúy Quỳnh muốn giới thiệu đến các bạn một khu vực địa lý rất kỳ lạ trên thế giới. Vào mùa hè thì nơi đây được mặt trời chiếu sáng cả ngày lẫn đêm. Để biết đó là khu vực nào thì hãy cùng theo dõi câu hỏi đầu tiên nhé. Khu vực nào mặt trời chiếu sáng cả ngày lẫn đêm trong mùa hè? Nam Cực, Bắc Cực hay Xích Đạo? Đó là câu B, khu vực Bắc Cực. Theo sách 10 vạn câu hỏi vì sao vào mùa hè, vùng Bắc Cực sẽ được mặt trời chiếu sáng cả ngày lẫn đêm. Hiện tượng này sẽ kéo dài trong suốt những tháng mùa hè. Vậy thì vì sao mặt trời không lặn ở vùng này vào mùa hè? A. Bởi vì nó gần xích đạo. B. Bởi vì do sự chuyển động của trái đất. Hay là cả hai phương án trên đều sai? Đáp án chính xác là câu B. Theo các nhà khoa học, ngoài việc chuyển động quanh mặt trời, trái đất còn tự quay quanh trục của nó. Tuy vậy, trục của trái đất lại không vuông góc với quỹ đạo chuyển động của trái đất quanh mặt trời mà nghiêng về một bên. Sau đó vào mùa hè, toàn bộ vùng Bắc Cực sẽ được mặt trời chiếu sáng cả ngày lẫn đêm là do góc nghiêng của trục trái đất với quỹ đạo chuyển động quanh mặt trời tạo ra. Câu 3. Bắc Cực được bao phủ bởi đại dương nào? Đại Tây Dương, Nam Băng Dương hay Bắc Băng Dương? Quá dễ luôn đúng không nào? Đó là câu C, Bắc Băng Dương. Theo World Atlas, Bắc Cực không phải là lục địa, nó là vùng được bao phủ bởi một đại dương đóng băng gần hết là Bắc Băng Dương với diện tích hơn 14 triệu km2. Dù đã qua nhiều đoàn thám hiểm tới nghiên cứu, nhưng mà về cơ bản thì Bắc Cực vẫn là vùng chứa nhiều bí ẩn. Câu 4. Loài động vật nào sau đây sống ở Bắc Cực? A. Hải mã, kỳ lân biển. B. Cá voi trắng. Hay C. Là cả hai đáp án trên đều đúng. Cả những loài động vật mà Thúy Quỳnh vừa nêu tên ở trên đều sống ở Bắc Cực luôn các bạn nha. Như vậy C là câu trả lời chính xác rồi. Bắc Cực là địa bàn sinh sống của gấu Bắc Cực này, hải cẩu, hải mã, kỳ lân biển, cá voi trắng, bò xạ hương, chó sói, vân vân luôn. Để đối phó với khí hậu lạnh lẽo ở Bắc Cực, các động vật có cấu tạo cơ thể độc đáo giúp chúng thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở đây. Câu hỏi số 5. Vùng Bắc Cực giàu tài nguyên nào nhất trong những loại tài nguyên sau? Dầu mỏ, kim cương hoặc là bạc? Trong 3 loại tài nguyên trên thì Bắc Cực có nhiều dầu mỏ nhất. Theo báo cáo của các nhà khoa học Mỹ, ở vùng Bắc Cực chứa lượng dầu mỏ khổng lồ lên tới 10 tỷ tấn. Khoảng 25% lượng dầu mỏ và khí đốt chưa được phát hiện của thế giới có thể đang ở Bắc Cực. Ngoài ra, nơi đây còn có các mỏ quặng như là đồng, niken, chì, uranium, paladi, đất hiếm, nguồn dự trữ lượng cá và các tuyến đường vận tải hàng hải từ Đông Bắc sang Tây Bắc. Những thông tin vừa rồi hy vọng sẽ cung cấp cho các bạn những điều thật bổ ích để bổ sung thêm vào kiến thức địa lý của mình nào. Còn bây giờ thì Thúy Quỳnh mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo nhé.